trong cuộc sống ở trần gian trước mặt Chúa. Giờ đây thi hài của cụ được đưa vào nhà thờ xứ chào Chúa lần cuối, và sau nghi thức an táng trong nhà thờ, thi hài cụ được đưa về nghĩa trang mả chùa an nghỉ với mọi người đã qua đời. Mặc niệm một phút. Trọng kính quý cụ, ông bà, các quý vị quân nhân chính đảng, hội người cao tuổi xã, ban thường trực, ban hành giáo, các đội đoàn nhà xứ cũng như họ thủy, các gia đình thông gia, liên gia, họ mạc, nội ngoại cùng toàn thể cộng đồng. Hình ảnh thân thương chủ mến, Đức Giêsu nói đến nhà cha
đó là đích điểm cuộc đời của những ai tin theo Người. Khi gọi nước trời là nhà mình, có nghĩa cuộc sống hôm nay nào đó thì đời này ngày xưa trong giáo lý chúng ta gọi là đời tạm, thì chỉ sợ người ta hiểu rằng là coi thường, nhưng thực sự thì ở trần gian này nó có giới hạn, còn nhà cha trên trời mới là đích điểm, mới là cuộc mừng. Ta đã nói rằng thầy là từ sống lại và là từ không, ai tin thầy thì dù có trên không kia không. Thầy chúa vừa đã giải thương ra ra đô trên, nên chúa hãy giải thương cho linh hồn Maria yêu đắng cay bao nhiêu. Hôm nay Chúa đã gọi ra khỏi đời thế gian về với Chúa,
Xin Chúa đừng theo việc làm mà phán xét, nhưng xin Chúa nhớ lại rằng linh hồn Maria khi còn sống vốn một lòng kính mến Chúa, lại nữa khi còn sống linh hồn Maria đã được ở cùng đoàn thể giáo dân Chúa trong hội thánh với một lòng tin tưởng thành thật. Xin vì lòng nhân từ Chúa cho con cái Chúa là phù Maria được hợp đoàn với các thánh trên trời là hồ. Sự chết, Cha đã truyền cho Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con, sau khi phá xiềng xích địa ngục đã sống lại để cứu độ những kẻ tin và cho các chi thể của người sống lại.